Các bạn đang lắng nghe câu chuyện Oxygen tựa như hơi thở, được phát đi từ kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chương 10. Được trải qua ngày thứ 7 cùng với Solo trong lúc em ấy bị bệnh khiến tôi nhận ra rằng khi đổ bệnh, em không chỉ làm nũng nhiều hơn mà còn bướng bỉnh cứng đầu nữa. Solo dậy uống thuốc nào. Tôi đặt khay thức ăn xuống ngồi cạnh chú Husky đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, trông hệt như một cuốn sushi, cho đến khi mái tóc của em bé bự đó ló ra ngoài tấm chăn. Solo. Tôi khẽ gọi tên em và đến giờ cũng là lần thứ 10 rồi. Dù cho có lay mạnh cỡ nào cũng không hề suy nhê, thậm chí em còn không thèm động đậy nữa là. Solo à. Âm thanh ai đó như bị nghẹt mũi phát ra từ chiếc chăn rồi nhanh chóng quay sang phía đối diện của tôi. Solo. Tôi khẽ thở dài rồi quyết định xài chiêu. Em không muốn nói chuyện với anh sao? Đột nhiên. Ê. Tôi sốc đến nỗi kêu lớn thành tiếng. Lúc này đây, miếng sushi bắt đầu quay lại người với tôi. Cánh tay dứt khoát đẩy tấm chăn ra. Sau đó em nhanh chóng kéo tôi lên giường và vòng tay ôm tôi từ phía sau, giống hệt như đêm qua. Mới sáng sớm thôi mà. Theo tôi thấy thì tốt hơn hết, tôi nên gỡ mấy cái xúc tu bám chặt tôi từ nãy giờ ra ngay. Solo. Tôi nghiêm túc giọng, cố gắng thoát khỏi cánh tay đang dính chặt lấy mình, nhưng nó càng lúc càng siết chặt hơn. Anh sẽ dẫn đó nha. Vita. Giọng nói khàn khàn cất lên rồi cái ôm cũng dần nới rộng ra. Em xin lỗi. Tôi cựa quậy mình mẩy trước khi ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt buồn bã của người bệnh kia trước khi dùng hai tay véo má em ấy. Anh sẽ giận nếu Solo không chịu ăn đấy nhé. Còn chuyện mà Cao phàn nàn, chúng mình vẫn chưa bàn đến đâu. Sao em không quan tâm đến bản thân mình vậy hả? Thế còn cái ôm? Solo lấy tay xoa nhẹ nhẹ cái má đang bị tôi véo. Ánh mắt lờ đờ tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi như muốn cầu xin điều gì. Không, không được. Sau khi vừa dứt lời, tôi dường như có cảm giác ngượng ngùng khi bắt được nụ cười của ai kia. Kiểu này là đang ám chỉ muốn ôm tôi chứ gì nữa. Đừng có đánh trống lảng, nếu em không ngồi dậy anh sẽ giận đó. Tôi thôi không quan tâm đến cái người đang cười đùa chiêu chọc cây guitar này. Đã thế lại còn thích đánh trống lảng nữa chứ. Thay vào đó, tôi đứng dậy cầm bát cháo lên. Chà chà, cũng may là bé Husky bự này đã nghe lời và ngồi dậy sát mép giường. Ăn đi rồi ngủ tiếp. Tôi múc thìa cháo đầu tiên đút Solo. Em ấy có chút nhau mày nhưng vẫn cố gắng nuốt. Chắc do mệt nên em ấy chẳng có cảm giác là muốn ăn. Guita. Tôi nheo mắt lại khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy. Tôi biết mình phải nhìn sang hướng khác ngay, nhưng thôi tiêu rồi, tôi không kịp nữa. Tôi hoàn toàn đã bị thôi miên bởi ánh mắt ấy. Ừ, em no rồi. Husky trông thật ngoan cố, đôi tay rủ xuống cùng ánh mắt nài nỉ đang duỗi người ra khỏi cái đống chăn bông. Quả thật là siêu cấp đáng yêu. Tôi thở dài nhìn phần cháo còn thừa, cứ nghĩ mình có thể ép em ấy ăn hết bát cháo, nhưng với trường hợp này thì ai ngờ lại như vậy. Được rồi, vậy em uống thuốc nha. Tôi mỉm cười, gương mặt của chú cún vui mừng quay sang nhặt thuốc, dường như em ấy chịu hợp tác rồi. Em thấy trong người thế nào hả? Dạ, khỏe hơn rồi ạ. À. Có nhức đầu không? Solo khẽ lắc. Tôi đưa tay chạm vào trán của em ấy để kiểm tra lần nữa và thật may, thân nhiệt của em ấy không còn cao như hôm qua. Vậy em nghỉ ngơi đi, đến trưa anh sẽ gọi về ăn cháo rồi uống thêm một liều nữa nha. Solo liền cau mày khi nghe thấy từ cháo. Tôi bật cười vì trông thấy phản ứng đáng yêu và kéo em ấy dậy khi em ấy giả vờ ngủ tiếp. Đợi thức ăn tiêu hóa rồi hẳn đi ngủ. Solo gật đầu rồi nhìn tôi chăm chăm. Solo, chuyện của Cao. Anh Guita ăn cơm chưa ạ? Anh ăn rồi nhưng còn chuyện... Anh Guita không buồn ngủ sao? Không, Solo. Anh Gui, anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Tôi nhắm mắt lại rồi tự dập tắt nụ cười ngay lập tức để cho bé bự biết được sự thật mình đã sai lại còn dám chủ đề nữa chứ. Thật đáng để bị phạt mà. Đừng tưởng làm bộ dạng nũng nịu và hành động cầm tay tôi lắc như vậy thì có thể thỏa ý nguyện nhé. Guita. Tôi nhíu mày chặt hơn, cố gắng hết mức để môi không nở nụ cười cho chú cún hay làm nũng kia. Anh Gui, em đầu hàng anh rồi. Từ khi nào không hay, nét mặt của tôi từ nghiêm túc bất ngờ nở sang một nụ cười. Nhưng sao mà có cảm giác đau tê tê ở hai bên má? Chắc cũng vì nhịn cười hơi lâu nên vậy, đến nỗi tôi phải đưa hai tay lên xoa nhẹ để giảm đau.
Em giải thích đi. Solo gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lại làm bộ dạng đáng thương. Lúc này đây em tiến lại gần tôi hơn. Thời gian tập tành của em không nhiều như các bạn khác, và đây là lần đầu tiên em diễn trên sân khấu ngoài biển, với lại còn có khoa của anh Guita tổ chức nữa. Nếu buộc em tính ngoại trừ ban ngày và giờ ngủ ra thì em không biết nên tập vào lúc nào nữa ạ. Thế thì em ngủ lúc nào? Em ấy mở thật to đôi mắt và nhanh chóng nhích người đến nhẹ đặt cầm lên bờ vai của tôi, điệu bộ trông như em đã làm gì đó có lỗi. Dạ là lúc. Nếu thế thì không đơn giản là bỏ bê sức khỏe vào ban sáng thôi đâu. Có vẻ như em cũng thờ ơ với thời gian ngủ cuộc nghỉ của chính mình. Em có ngủ mà, sau khi luyện tập với anh, nó không quá 3 tiếng đồng hồ. Solo siết chặt đôi tay rồi nói với giọng điệu uể oải. Solo. Tôi thở dài, ngồi dịch ra rồi đưa bàn tay chạm lấy khuôn mặt của em ấy, nhìn thẳng vào mắt em ấy, sau đó lên tiếng. Phải chăm sóc cho bản thân nhé, ngay cả anh đây này, dù có làm việc mệt nhọc đến đâu thì anh cũng không bao giờ bỏ mặc bản thân của mình. Em hiểu ý anh nói chứ? Solo nằm ôm lấy bàn tay của tôi, không biết mình đã nói gì mà khiến em ấy nở nụ cười dịu dàng đến thế. Anh Gui à, có lẽ anh là người đầu tiên nói điều này với em đó ạ. Vậy chúng ta làm theo lời anh nói đi, chăm sóc bản thân thật tốt nè, không làm việc quá sức nè, ban ngày có thể luyện tập nhưng nhất định phải ăn cơm nè, phải dành thời gian đi ngủ vào ban đêm, không luyện tập nhiều đến mức không có thời gian ngủ nè. Tôi liền mỉm cười khi thấy cái gật đầu tán thành từ em ấy. Anh Gui, hoạt động ở biển. Để anh bàn bạc lại với đám bạn trước đã nhé. Thực ra anh vẫn chưa biết chi tiết hoạt động này cho lắm. Vì tôi phải tốn công sức với người này nên chưa có dịp nói chuyện với bạn bè, ngay cả điện thoại cũng không màng đến luôn. Nguyên nhân sâu xa là tôi hiện đang là cái gói bất đắc dĩ cho một chú cún bự như thế này. Thế này thì không biết khi nào mới có thể nói chuyện được với đám bạn đây. Đi nha. Tôi nghĩ anh thật sự không biết rõ lắm về hoạt động này, đến cả ngày tổ chức cũng không biết. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần sau ạ. À, thực ra những ngày đó anh đều rảnh. Tôi nhìn chú cún đang bị bệnh vẫy tay vẫy đuôi khi tôi vừa dứt lời. Tôi khẽ cười và giả bộ suy ngẫm, có nên đi không ta? Anh đi đi. Em ấy vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của tôi. Nếu em biết cách tự chăm sóc bản thân mình thật tốt thì có thể anh sẽ suy nghĩ lại. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ai đó mách với anh chuyện em bỏ bữa thì khoản thỏa thuận này coi như bị hủy. Em hứa ạ. À, khuôn mặt Solo tràn đầy quyết tâm, em ấy đột nhiên giơ ngón tay út ra trước mặt tôi. Tôi được phen cười ngược nghẽo trước dáng vẻ trẻ con ấy. Đến khi đã hài lòng, tôi cũng chấp nhận mà đưa tay móc méo với em ấy. Em hứa rồi đó nha. Buổi sáng trôi qua, buổi trưa cũng trôi qua, và rắc rối ấy cuối cùng thì nó đã xảy ra đến tận ban chiều. Anh đừng về nha. Solo à, em không cho anh về đâu. Nhưng mà em đã đỡ hơn rồi mà. Ôi còn đau lắm đây này. Tôi véo má cái người đang ăn vạ và kêu la đau đầu kia. Đã thế bộ mặt lại tỏ vẻ khó chịu, lắm lúc đanh lại như sắp ong vậy. Trông cái bản mặt chán ghét trước kia, đã nói sao không giỏi lại còn làm bộ mặt như thế nữa chứ, ai mà tin cho được. Uống thuốc đi nào. Em ấy làm hành động nhặt từng viên thuốc để uống rồi cứ chồm đến kéo lấy tay tôi như một thói quen, còn bảo là cho dù chết cũng nhất quyết không cho tôi về. Chuyện xảy ra từ lúc thằng No nói sẽ đến phòng tìm, tại nó cô đơn quá, nguyên nhân là vì anh Xuân vẫn chưa về, còn nó thì lại không chịu ở một mình một cõi, với lại trong solo có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, nên tôi nghĩ là đã đến lúc mình phải về thôi. Ấy thế mà bé bự lại không đành lòng. Khuya rồi, anh đừng có về mà. Khuya trong nhận thức của em ấy là tầm 6 giờ chiều thôi. Solo, em đừng có bướng nữa mà. Anh vui, cứ ở lại đi nhé. Em chắc chắn sáng mai sẽ đưa anh về mà. Ánh mắt dịu ngọt ấy khiến tôi suýt nữa bị cuốn theo, nhưng buồn thay cho em ấy lần này đã khác. Không, nha nha. Tao không về đâu, mày đi tìm thằng Fit đi. Gui cái thằng chết tiệt này, có chồng quên mất bản mặt mày à, tao sẽ mát thằng Fit. Tôi nhìn điện thoại rồi thở một hơi thật dài, nếu không nhanh chóng cúp máy thì chắc sẽ bị cằn nhằn thêm 2 tiếng đồng hồ nữa quá.
Tôi quay sang nhìn người bên cạnh thở dài thêm một lần nữa. Thì ra người bệnh thường hay có hành động quá khích hả? Chẳng giống người bệnh chút nào, nhưng không thể trách em ấy được. Tôi mới là người sai, bởi vì lúc nào cũng chịu thua trước vài lời nói ngắn gọn của em ấy. Sao anh thành thạo việc chăm sóc người bệnh quá vậy? Solo kéo cả cánh tay tôi vào trong chăn, cho đến khi tôi không còn nhìn thấy tay của mình nữa và cảm nhận được là đối phương đang nắm bàn tay tôi lật tới lật lui. Thế em thử đoán xem anh từng chăm sóc cho ai rồi? Tôi bật cười, vẻ mặt của chú cún như đang tin là thật, em ấy bắt đầu khó chịu rồi. Anh Gui chỉ được chăm sóc cho mỗi mình em thôi, Quickie đe dọa tôi. Anh tự chăm sóc cho bản thân mình từ khi anh còn nhỏ đấy. Solo quay mặt lại nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nhận ra điều gì không đúng, tôi vỗ nhẹ tay vào em ấy để xoa dịu bớt. Kể cho em nghe đi, rồi em mới ngủ. Phải nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ nữa sao? Em thực sự muốn biết chuyện của anh Gui à? Solo nói rồi vô tư thoải mái nằm lên đùi của tôi. Dường như ánh mắt dịu dàng đó chính là lý do khiến tôi không thể từ chối được. Anh lớn lên ở viện mồ côi. Có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện như thế này nhỉ? Người ta... Đó là một ngôi nhà nhỏ bé với một người mẹ có tấm lòng to lớn. Mẹ nuôi Mijai là giám đốc viện và cũng là người chăm sóc cho bọn anh. Tụi anh sống với nhau rất hạnh phúc, dù không hề biết bố mẹ ruột của mình là ai. Nhưng có lẽ chỗ này nằm tách biệt, nơi không mấy ai biết đến. Đó là lý do nó bị đóng cửa. Mẹ đã cố gắng nhiều trong công việc để tìm chỗ ở mới cho bọn anh. Tuy anh là con trai lớn nhưng anh lại theo mẹ vì anh không muốn đi đâu cả. Tôi đặt tay xoa lên đầu của Solo. Chuyện này thực ra không hề tồi tệ như em ấy nghĩ, bởi tôi luôn thấy hạnh phúc khi kể về Mijai. Mijai không phải là người giàu có gì, ngôi nhà duy nhất của mẹ chính là trại mồ côi. Khi bọn anh rời đi, mẹ có được chút ít tiền giữ bên mình. Bọn anh đã tìm thuê một căn phòng nhỏ để ở, vì mẹ đã lớn tuổi nên không thể đi làm được. Ai cũng từ chối những người cao tuổi vào làm việc, thế nên từ năm 13 tuổi anh đã bắt đầu tự mưu sinh. Bọn anh phải vật lộn để có được một công việc tốt và cả học bổng của trường, nên dường như mọi thứ đã trở nên tốt hơn nhiều. Việc anh đã tự chăm sóc bản thân làm mẹ anh cảm thấy an lòng và mẹ cũng mong là anh có thể thực hiện được mọi mơ ước của mình sau này. Tôi nhắm mắt lại mỗi khi nhớ đến câu nói đó, lời nói của người quan trọng nhất cuộc đời của tôi. Con sẽ trở thành một giáo viên tình nguyện cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời con. Trong cuộc đời của anh, chỉ có mẹ là người quan trọng nhất, bởi vì bà là mẹ của anh. Mặc dù bà ấy không thực sự là mẹ ruột, nhưng những lúc ốm đau bệnh tật thì hai mẹ con anh vẫn luôn chăm sóc nhau, đùm bọc lẫn nhau. Như em thấy đó, đây là cách tại sao mà anh biết chăm sóc người bệnh. Vậy hai người còn liên lạc gì với nhau không? Không, bởi vì bà ấy sống ở nơi không có điện và sóng điện thoại. Cách duy nhất để gặp là trực tiếp về nhà thăm bà ấy. Nhưng vì ngày nào anh cũng bận bịu đi làm kiếm tiền, ngay cả khi kết thúc kỳ học thì anh cũng không có thời gian để về thăm bà ấy. Không thể đổ lỗi cho ai được cả. Cũng như khi tôi cố gắng học tập, tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho bản thân của chính mình. Từ những năm đầu, tôi làm việc ở rất nhiều nơi, làm nhiều đến nỗi không có thời gian để đi đâu cả. Tôi làm như vậy cũng chỉ muốn tiết kiệm tiền để có thể đủ trang trải cuộc sống. Tôi thực sự muốn giảm bớt lượng công việc để có thời gian về thăm Mijai. Vita. Ừ. Solo ngồi dậy rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Em ấy luôn khiến tôi phải mỉm cười theo như thế. Một ngày nào đó chúng ta hãy cùng nhau đi đi. Đi đâu? Đi về thăm mẹ của anh Vita đó. Tại sao Solo lại muốn đến thăm mẹ anh vậy? Tôi ngạc nhiên, tôi không ngờ rằng mình lại nhận được lời đề nghị đó khi kể câu chuyện này ra. Em muốn được gặp bà. Solo nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhích người lại gần hơn với tôi. Khó lòng mà từ chối đôi bàn tay đang nhẹ nhàng chạm lên má mình. Tôi nghiêng đầu chợp mắt và cảm nhận được sự ấm áp từ cái chạm ấy. Em muốn biết bà là người như thế nào? Tôi liền mở mắt khi cảm nhận có một thứ gì đó đang lướt qua bờ môi. Không biết từ lúc nào chú cún đã lợi dụng sơ hở mà áp mặt lên gần, chiếm hết cả tiện nghi của tôi. Em biết bà ấy là người như thế nào mà khiến anh trở nên dịu dàng đến vậy, anh Guita à. Sau câu nói ấy, dường như các bộ phận trên mặt của chúng tôi, mũi, trán đều chạm vào nhau, đến cả đôi môi của hai đứa
chỉ còn là khoảng cách nằm giữa ngón tay mà ai đó dùng để ngăn chặn việc xảy ra nụ hôn bất kỳ nào. Các bạn đang theo dõi chuyện Oxygen, tựa như hơi thở, chương 11. Thứ hai đến nhanh quá, sau khi chăm sóc người bệnh là solo từ thứ sáu đến chủ nhật, cuối cùng thì tôi cũng đã được ngủ một giấc thật thoải mái vào chiều hôm đó. Sau khi em ấy đưa tôi về ký túc xá, nơm có vẻ em ấy đã khỏe hẳn rồi, mặt mũi rạng rỡ đến phát ghét, còn tôi tuy không bị lây bệnh nhưng mặt mày phờ phạc đi thấy rõ. Sau sự việc ấy, solo nhanh chóng ngủ thiếp đi, bỏ lại mình tôi ngồi ngẩn ngơ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ muốn đập đầu vào bàn như lúc này, và tôi cũng thừa biết rằng dấu hiệu này là gì. Đó là biểu hiện của những người đang ngại, nhưng chắc có vẻ ngại hơi lâu nên mới kéo dài cho tới tận sáng, thành ra không được ngủ thêm tí nào. Cho dù bị bé bự nịnh nọt, nũng nịu các kiểu nhưng tôi cũng chưa bao giờ gặp tình trạng như thế này. Thiết nghĩ rằng nếu không có ngón tay của người kia ngăn lại thì chuyện gì sẽ xảy ra, và quan trọng là tôi không có ý định sẽ từ chối những cảm xúc ấy. Tôi đang ngồi nghĩ cái quái gì đây? Sau khi vuốt đầu đi vuốt đầu lại, úp mặt lên úp mặt xuống bàn, hình ảnh khuôn mặt của người đó vẫn cứ mãi lẫn vẩn trong tâm trí, cảm giác hình như tình trạng của tôi mỗi ngày mỗi nặng hơn. Tình trạng như thế này chắc là đang nhớ người nào đó rồi hả cậu Gui? Giọng nói ghẹo gan, tiếng bước chân lớn dần khiến tôi phải ngước đầu nhìn lên. Đúng như tôi đoán, phía bên kia bàn ghế đá là thằng Win đang chống cằm nhìn tôi. Thế hai thằng kia đâu? Tôi lơ câu hỏi của nó đi và hỏi về hai đứa bạn của nó, không biết lặn mất đi đâu trong khi sắp đến giờ vào học. Hai đứa nó đi mua nước rồi. Nói rồi, Win vẫy tay gọi thằng No và thằng Bi, hai người đang tiến về chỗ của chúng tôi. Mày với thằng nhóc năm nhất ấy nay nổi như cồn rồi nhỉ? No ngồi xuống và nở nụ cười trêu đùa, còn tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn lại. Còn mày đặt ngơ ngác, mày chưa đọc gì trên bay à? Bi lướt điện thoại rồi đưa cho tôi. Có người âm thầm báo tin cho Mỹ là anh Gui tới chăm sóc solo tận nơi làm việc luôn đó. Hơn nữa anh Gui cũng là người phỏng vấn em ấy nữa, dễ thương quá đi mất. Chuyện là vậy đó, chưa có gì thêm, nhưng phải nói đây thực sự là một couple, tôi chắc chắn luôn đó. Tấm này chắc được chụp lúc solo nói cảm ơn, vì tôi nhớ rõ đây là lần đầu tiên chú cún ấy chịu cười trước mặt máy quay, hơn nữa lúc đó tôi cũng cười lại. Cười to lên đi nào bạn tôi, cười lên đi. Tiếng cười của thằng No làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ và vội trả lại điện thoại cho thằng Vi. Tao lúc nào chả cười. Tôi thành thật đáp lại vì bản thân tôi vốn là người hay cười. Mẹ nuôi tôi từng nói với tôi nụ cười của tôi có thể làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, nên tôi cũng luôn tin vào điều đó và cũng cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nở nụ cười. Để tao nói cho mày ngay này vui. Bi vẫy tay ra hiệu, tôi cũng ngó cái mặt lại gần hơn vì muốn biết nó muốn nói điều gì. Nụ cười của mày mang lại niềm vui cho người khác thật à, nhưng không phải ai cũng giống ai đâu. Khác thế nào? Thì mày cười với người khác thì kiểu là khách hàng bạn bè. Nó bỗng ngập ngừng quay sang hai thằng kia rồi cười tủm tỉm với nhau, chả đáng tin tí nào. Tao không muốn biết nữa. Nhưng thì tao muốn nói. Này, mày không nhận ra khi có liên quan đến solo, mày cười khác với lúc mày cười với người khác à? Cười là cười, nụ cười cũng phân biệt khác với người này người kia nữa hả? Để tao nói cho mày nghe nhé, bạn của tao. No tiến lại gần tôi, rồi cười he he trước khi nói tiếp. Người ta gọi đó là cười ngọt ngào, nếu không dùng để thả thính, thì cũng là kiểu cười với người mình thích. Ý thằng No kia. Tôi hoảng hốt kêu lên thành tiếng và bị bịt vội cái miệng ngoan ngoan nãy giờ của nó lại, rồi đưa mắt lườm hai thằng kia đang cười hô hố. Biết làm sao được, ai biểu mày không chịu nhận ra sớm hơn, đã thế lại còn dễ dàng thừa nhận là thích em ấy, chiêu tí cũng không được, thế thì tao sẽ chọc cho mày đỏ mặt luôn. Tôi chỉ muốn lấy siro tạt thẳng vào mặt thằng bạn của mình, lời lẽ của No cộng thêm hành động gật gù từ hai đứa kia khiến tôi phải thắc mắc. Làm sao mà mình lại có thể làm bạn với tụi nó được chứ? Đúng thật là sai lầm mà. Rồi không được à? Thích thì cứ thích thôi. Tôi nghĩ chẳng việc gì phải làm cho mọi thứ rắc rối lên cả. Tốt thôi, biết điều muộn như thằng No rồi cũng bị chó gặm tha đi đó thôi.
Tôi khẽ cười khi Khẩn Bi nói câu đó, và hai thanh niên song sinh này đang chuyển hướng sang đối tượng là thằng No, nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một tí. À, còn chuyện đón tình sinh viên, tôi nói để thu hút sự chú ý của tụi nó trước khi nhắc đến chuyện mà chú Cún cứ càm ràm từ lúc em ấy bị ốm cho đến hôm đưa tôi trở về. À, thứ sáu này rồi mà. Tụi nó quay sang nói với nhau một cách nghiêm túc. Nói cho tao nghe chi tiết hơn được không? Lúc đó tao không nghe. Bình thường có thấy mày quan tâm đến mấy cái hoạt động này đâu, không phải à? Quyên quay sang, nheo mắt thắc mắc. Và tất nhiên câu hỏi của nó đã nằm sẵn trong những gì mà tôi dự đoán. Năm nay tao bớt việc rồi nên cũng có thời gian. Sáng tao cũng chẳng có làm gì nên thiết nghĩ năm nay tao sẽ tham gia hoạt động một tí. Với cả năm cuối cùng không có làm gì nhiều, tham gia mấy cái này coi như là nghỉ xả hơi ấy mà. Tôi cười thầm khi thấy nó gật đầu hiểu, trả lời một cách máy móc cà lăm như đã chuẩn bị sẵn. Đôi khi tôi cũng chán mấy đứa nhanh nhạy thông minh như thằng Bi này thật. Tao cũng không rõ mày, chắc phải hỏi mấy đứa năm hai rồi, Dô ơi. Nó quay sang vẫy gọi đàn em năm hai đang ngồi cách đó không xa, nên người được gọi cũng lịch sự tiến tới. Dạ em chào mấy anh. Dô chắp tay chào rồi ngồi vào chỗ trống cạnh thằng No. Mày nói chi tiết về vụ đón tân sinh viên ngoài biển cho tụi anh nghe được không? No quàng vai thằng đàn em một cách thân mật và lấy nước cho chẳng khác nào như đang lấy lòng em ấy. Thực ra hầu như bọn tôi ai cũng vậy. Chắc ngoại trừ tôi ra là không chơi thân với ai đến mức quàng vai bá cổ nhau được, vì tôi không có thời gian để tham gia hoạt động như bao người khác. Ủa mà tụi anh không có nghe gì luôn ạ? À? Hôm đó bọn em cũng có đến thông báo cho mọi người biết rồi mà. Trách anh Gu kia kìa, ảnh muốn biết. Này, đây là cụ Trăng của trường, muốn biết đấy nhé. Mày không tính giải đáp cho anh luôn à? Ngồi không không cũng bị trúng đạn. May mà thay vì trách tôi thì Do lại nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. Thế mà không nói ngay từ đầu là anh vui muốn biết, chắc là có người vui gần chết luôn khi biết anh vui cũng đi ấy. Do nói rồi liếc mắt sang cái bàn em ấy ngồi trước khi sang đây, rồi cười bí ẩn. Thế chú mày có chịu nói chưa? Sắp đến giờ tan học rồi. Nó quay sang cằn nhằn thằng em, nên Do cũng chịu nói ra, tuy hơi bĩu môi tí nhưng mà mặc kệ. Việc đón tân sinh viên chính thức của khoa em thì xong rồi, nên tụi em mới nghĩ là nên đưa mấy em năm nhất đi nghỉ ngơi ở biển. Và đây cũng là năm đầu tiên luôn, vì tụi em muốn biết mấy khóa trước bên khoa mình chưa bao giờ được đi biển cả. Thế nên tụi em mới nghĩ là đổi không khí một tí, biết việc đón tân sinh viên trở nên chill hơn. Còn tụi em thì vẫn chỉ đạo mọi hoạt động để mấy anh nghỉ ngơi ạ. À, phải rồi, tụi em cũng có hoạt động trả lời câu hỏi nữa đó. Có nói gì thì cũng là của đàn em, vì mấy năm trước lúc bọn tôi đón tân sinh viên cũng như vậy. Xong là xong, nhưng mối quan hệ anh em bền chặt lắm, có thể hơn mấy người tổ chức ở chỗ khác luôn. Như đám bạn của tôi nó nói, tụi nó thường kết thúc ở quán bar, rảnh thì rủ nhau đi nhâm nhi, tự khắc sẽ thân thôi. Tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, vì tôi hoàn toàn đi làm mà. Có chương trình ca nhạc nữa đó anh, vì tụi em có bạn bên khoa âm nhạc nên rủ tụi nó đi cùng. Năn nỉ mãi một hồi cuối cùng tụi nó cũng đồng ý đón tân sinh viên với chúng em. Ở đấy không phải nghe mấy anh lầm bầm nữa mà sẽ được nghe ca sĩ hát hò nè. Này, mày nói ai lầm bầm hả? Bọn mày thì ngoan lắm cơ, năm ngoái say rồi còn chạy lên sân khấu, khổ cho bọn ta phải kéo bọn bay xuống. Láo thật nè. Nếu nhớ không lầm thì Do là đàn em của No. Năm ngoái lúc tụi nó đi uống rượu đãi bù ấy, về No cũng than với tôi rằng mấy đứa năm nhất lên sân khấu quẩy, bọn nó phải chạy lên lôi xuống vì có một vị khách trông có vẻ như muốn phang cái ly nước lên tụi nó. Khoan đã, Bi ngắt lời làm tôi giật mình vì nó đang nheo mắt nhìn tôi cùng với nụ cười bí hiểm. Tao nghĩ là tao đã biết tại sao thằng Gui nó quan tâm đến việc đón tân sinh viên này rồi. Tôi đã nói là ghét cái sự thông minh của nó rồi mà. Sao thế hả Bi? Rồi tóm lại là mày chắc chắn phải đi phải không Gui? Tôi gật đầu trả lời thay cho câu hỏi của Win, rồi đứng dậy đi vào tòa nhà mà chẳng màng đến tiếng cười của hai anh em song sinh phía sau. Tao đi kiếm Sun đây, bye bye. Gặp lại mày sau nha. Tôi vẫy tay tạm biệt thằng bạn rồi tiếp tục bỏ đồ vào cặp.
No vội vàng đi gặp Sun, còn hai anh em kia thì tan học là chạy ào ra ngay. Tụi nó như vậy cũng được hơn một tuần đây rồi. Tôi hỏi Queen thì nó bảo là ba của tụi nó đang nằm ở viện nên chiều nào cũng phải vội đi chăm nom. Hôm nay tôi có hẹn với chú Cún Mặt Lạnh đi mua đồ, và đồ mà tôi nói đến đó là sữa. Vừa mới rời khỏi lớp học là chiếc siêu xe quen thuộc ấy đã đậu ngay trước cửa khoa. Tôi nhanh chóng chui vào trong trước khi thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Nhưng lúc tôi cài dây an toàn xong cũng chẳng thấy tài xế ấy luôn muốn lăn bánh. Cuối cùng tôi cũng đành phải quay sang nhìn, mặc dù chẳng muốn chạm vào ánh mắt ấy tí nào. Đấy, ánh mắt lấp lánh này hả trời? Còn nhìn gì nữa? Lái xe đi. Tôi lấy tay quay đầu tài xế một cách nhẹ nhàng trong khoảnh khắc người này không muốn, nhưng rồi sau đó cũng chịu quay mặt đi. Khi nhìn thấy nụ cười trên khóe môi ấy, tôi lại thấy mặt mình nóng bừng bừng lên, đến độ tôi phải quay sang phía cửa sổ. Thay vì đi siêu thị như tôi nghĩ, Solo lại chở tôi đến một trung tâm mua sắm nào đấy. Xe vừa dừng, tôi cũng vừa quay sang mặt em ấy và tính hỏi là tại sao lại đưa tôi đến đây, nhưng chú cún này nhìn chăm chăm vào tôi bằng ánh mắt ấy từ bao giờ thế? Cuối cùng tôi cũng chỉ biết mở cửa xe ra rồi đi vào theo em, bởi vì tôi đâu thể làm được điều gì khác. Sau khi đi qua cánh cửa, tôi đã cảm thấy có một thứ gì đó chạm vào tay của mình nên vội rạc ra rừng như là lập tức vì giật mình. Số, tôi quay lại và hơi ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của bàn tay ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt trầm tĩnh. Thế nhưng ánh mắt ấy đong đầy đau khổ đó lại như đang cứa sâu vào tim tôi. Anh... Em xin lỗi, Solo hơi cúi mặt xuống rồi lướt chậm chậm qua người tôi một cách nhanh chóng. Anh xin lỗi bởi vì anh không biết người đó là em. Tôi nắm lấy bàn tay của Solo rồi dắt em ấy bước theo sau, và bản thân cũng đang cố gắng không quay đầu lại nhìn khuôn mặt buồn của em ấy. Nếu anh thấy ghê tởm. Giọng nói buồn rầu khiến tôi bỗng dưng dừng bước lại. Đã thế có vẻ em còn tự cắn môi mình đến độ tôi có thể cảm thấy đau. Nghe này. Tôi quay lại tiến lại gần hơn người đang đứng yên kia, nhưng vẫn không buông tay em ấy ra, nhẹ nhàng thỏ thẻ. Anh ngại. Lại càng ngại hơn nữa khi phải nói cho đối phương nghe. Nhưng nếu không nói ra thì chắc em ấy sẽ giỏi vì hiểu lầm mất. Anh ít khi thể hiện ra, nhưng không có nghĩa là anh không có cảm xúc gì hết. Bị như thế ai mà không ngại cơ chứ hả? Lý do mà tôi ít thể hiện sự ngại ngùng đó ra bên ngoài là bởi vì tôi là con trai, chứ đâu phải bản thân không có biết ngại đâu. Thử bị bé bự này nũng nịu coi, ai cũng sẽ ngại. Nhưng nó chỉ nằm ở giới hạn của việc xử lý và thể hiện ra sao thôi. Ngay cả sự việc ấy cũng đã vượt ra khỏi giới hạn mà tôi có thể điều khiển bản thân mình rồi, nên thành ra kết quả nó là như thế này đây. He he. Tôi mở con mắt nhìn cái người đang trưng cái bộ mặt bơ phờ khi nãy cho đến khi tâm trạng của em ấy đã tươi và đã chịu nở nụ cười trở lại. Và điều đó đã khiến tôi bất ngờ không thôi. Hơn nữa, muốn gỡ tay mình ra khỏi bé bự ấy cũng không được vì giờ còn bị giữ chặt hơn là xúc tua mật ấy nữa là... Solo chú cuốn cao tay. Em đói rồi. Tôi vẫn bước tiếp, không quan tâm tới người đang xoa xoa cái bụng trong đói thật tội nghiệp kia. Guta, đói, đi ăn đi mà. Em tự đi ăn đi nhé, anh không có đói. Tôi nói rồi giả lơ và tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ nhìn được ánh mắt lấp lánh của người đang đứng than đói nãy giờ và nụ cười đó là gì? Bảo người ta đi ăn một mình là sao? Solo tiến lại gần, rồi từ từ cúi mặt xuống cho đến khi trán của hai chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt nhau và ngó sang biển hiệu của quán ăn ở trước mặt. Da dôi. Gui. Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi đi lựa sữa rồi bỏ vào xe đẩy. Sau đó Solo đi sang khu vực bày bán sản phẩm tắm gội. Anh Gui, chọn cho em với. Ở nhà hết rồi à? Muốn mua mấy chai nhỏ để mang đi biển ấy mà. Tôi gật đầu đồng ý rồi ngoan ngoãn vào trong lựa mà quên mất tại sao phải chọn giùm, trong khi cũng chẳng phải là đồ của mình. Chọn bàn chải, dầu gội, kem đánh răng xong xuôi, chúng tôi ra tính tiền, nhưng hình như món nào cũng có hai chai hết. Sô, sao mỗi cái nào cũng có hai chai thế? Dạ thì cứ mua trước đi ạ. Tôi gật đầu và không nói gì thêm, vì nghĩ rằng chắc em ấy mua dự trữ.
Đợi solo thanh toán xong, tôi bước vào xách hộ đồ rồi mang ra để lên xe. Anh Gui. Còn chưa bước chân lên xe thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của ai đó, nên tôi quay nhìn lại, là một cậu con trai đang chạy ngược trở ra lối từ trung tâm. Em ấy cao ráo, điển trai, nhưng tôi nghĩ là mình không quen biết với người này. Hả? Anh đến đây chơi à? Đối phương nở nụ cười thật tươi đến độ tôi ngơ ngác. Anh tới mua đồ, không biết em là... Em là Khi, khoa dưới anh. Em học năm nhất ạ. Thảo nào nhìn lạ hoắc. Thực ra tôi chẳng quen biết với đứa năm nhất nào cả, ngoại trừ là S, chăng của khoa. Ừ. Tôi đưa mắt nhìn người vừa đi ra đứng tựa lưng vào xe đợi ở bên kia, rồi cười trừ, vì cảm giác như solo đang không hài lòng. Điều đó có thể thấy rõ qua việc lông mày của em ấy cứ thắt chặt lại và bầu không khí đáng sợ tản ra xung quanh. Nhưng có vẻ thằng nhóc tên Kỳ này không nhận ra điều đó. Em hay mua cà phê ở quán anh lắm ạ, nhưng anh lại không nhận ra em, thật là buồn đấy. Xin lỗi vì anh không nhớ được em nhé, nhưng mà giờ anh phải đi rồi. Tôi mỉm cười lịch sự với Kỳ rồi quay sang nhìn bé Mự đang chừng chừng mắt nhìn mình. So, mình đi về thôi. Tôi cười một lần nữa, solo quay sang và khẽ gật đầu. Không khí khó chịu ấy cũng dịu bớt đi rồi. Đôi khi có lẽ cũng giống như những gì mà tôi nghĩ no khi nói. Nụ cười mà tôi dành cho mỗi người khác nhau thật. Vậy gặp lại sau nhé, anh vui. Thằng nhóc này. Tôi nheo mắt nhìn người đang đứng vẫy tay hét rõ to ở đằng sau chiếc gương chiếu hậu, nhưng không thể không cảm thấy nụ cười ấy có gì đó lạ lạ. Em không thích cậu ta. Người giữ im lặng suốt dọc đường đi lên tiếng khi tôi lên lấy sữa ấm đưa xuống cho em. Thực sự là tôi cũng vừa mới biết đây thôi, nhưng lại bị người ta nhìn chằm chằm như sắp bị ăn tươi nuốt sống luôn. Hơn thế nữa, lúc trên xe thì chỉ im lặng câu mày suốt thôi. Cậu ấy là đàn em khóa dưới của anh, không có gì đâu mà. Tôi nói với người đang đứng chau mày và dựa lưng vào xe. Nhìn có vẻ là đã bình ổn lại, nhưng tay thì vẫn siết chặt lấy ly sữa. Ánh mắt của cậu ta, solo hơi nheo mắt tí, sắc mặt trông khó coi hơn nãy nữa. Em ấy nghĩ gì thì cứ mặc kệ đi. Tôi lấy lại cái ly trống rỗng từ đối phương đang giữ chặt trong tay. Nhưng em không thích. Quan trọng là anh mà, không phải sao? Tôi mỉm cười dịu dàng. Khi tôi vừa dứt lời thì solo cũng đã thôi không trưng cái vẻ mặt lạnh lùng đó ra nữa. Và điều đó khiến tôi tin rằng em ấy hiểu tôi đang nói gì. Khi người ta nghĩ gì về mình hoặc người ta cần gì ở mình, nó không hề quan trọng. Quan trọng là cái nhìn và cách cư xử của mình đối với điều đó mà thôi. Về nhà nghỉ ngơi đi nhé. Đây của anh. Solo lấy trong túi xe rồi đưa cho tôi. Cái gì thế? Tôi vén mấy cái túi ra thì thấy kem đánh răng và mấy món đồ chúng tôi mua sắm ở trung tâm ban nãy. Và tôi chính là người chọn chúng. Đồ đi biển đó ạ. Để anh tự mua được rồi mà. Em giữ mà dùng. Nếu anh không nhận em sẽ giận đấy. Đang đe dọa hả? Dạ dạ. Nếu vậy thì lái xe cẩn thận đi nhé. Tôi nhướng mày khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh trông có vẻ đang rất thích thú của Solo. Hoặc có thể là tôi đã quên mất điều gì đó thì phải. Tôi không thể lên tiếng hỏi được nữa khi mà tài xế ấy đã lái xe rời đi. Đã bảo rồi mà, bình thường rề rà thuyết phục mãi mới chịu đi, thế mà hôm nay lại chịu đi dễ dàng đến thế. Khoan đã, nhớ là mình đã nói sẽ để ý thể hiện của em ấy trước khi quyết định đi rồi mà. Trời ơi, lại bị dụ nữa rồi.